Trạm cứu hộ trái tim, Nghĩa dậy giấc khi chứng kiến cảnh An Nhiên ra đi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ hãy tỉnh lại với con đi, mẹ đừng bỏ con lại một mình mẹ ơi. Nhìn cảnh tượng bé Gôn ôm lấy người An Nhiên gào khóc thảm thiết khiến ai cũng phải xót xa, khóe mắt cay cay đỏ ngầu lại. Bà Sinh nước mắt cứ thế tuôn rơi, lòng đau quặn thắt, chỉ biết ôm chầm lấy đứa cháu tội nghiệp này, an ủi vỗ về để Gôn bớt đi sự cô đơn trống trải này. Nhìn sang phía bên kia là Nghĩa, ngồi xoài xuống đất, mặt mũi bơ phờ, thất thần không một chút đồng tĩnh. Có lẽ giờ phút này hắn mới ân hận dai dứt làm sao, khi lại phải một lần nữa hắn phải chứng kiến cảnh Gôn gào khóc, một đứa trẻ gào khóc gọi mẹ trong sự tuyệt vọng đầy tiếc nuối. Chẳng khác gì cảnh tượng của Nghĩa ngày đó. Năm xưa, Nghĩa cũng như Gôn vậy. Chứng kiến cái chết của bố mình, hắn ta cũng gào khóc thảm thiết y như Gôn ngay lúc này vậy. Nghĩa ngẫm nghĩ, tự trách bản thân rằng, lẽ ra mình phải biết buông bỏ mọi chuyện sớm hơn một chút thì giờ đây Gôn sẽ không phải chứng kiến cảnh người sinh ra mình phải ra đi. Lẽ ra mình nên để Nhiên về thắp hương rồi bố thì kết cục cô ta sẽ khác. Không phải như thế này. Giá như mình nghe lời mẹ Sinh là chừa cho An Nhiên một con đường sống để cô ấy có thể tiếp tục làm lại cuộc đời, trở thành một người mẹ nuôi dạy Gôn nên người thì sẽ không có cảnh chia ly như ngày hôm nay. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong hai từ giá như mà thôi. Giờ đây, Nghĩa quay vào bên trong, tự trách bản thân mình, cả đời chỉ biết sống trong sự thù hận mà quên đi cái giá trị của cuộc sống mang lại. Nhưng giây phút Nghĩa nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi Nghĩa ơi. Liệu sau khi An Nhiên phải trả giá cho những việc làm sai trái của cô ả đã gây ra, còn Nghĩa thì sao? Một người như Nghĩa cũng nên phải hứng chịu những nghiệp quả như thế nào? Mời các bạn hãy để lại những bình luận ở dưới video của chúng tôi. Chúc cho mọi người có những phút giây xem phim thật thoải mái và thư giãn. Đừng quên ấn nút theo dõi kênh Ông Chú Review để được cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.